những thông tin nổi bật trong chương trình tối nay. Lãnh án chung thân vì tham gia vận chuyển hàng trắng. Bình Phước phát hiện nam thiếu niên tử vong trong tư thế treo cổ. Bình Thuận, Hàm Thuận Bắc ra quân nhắc nhở người dân không ra khỏi nhà sau 19 giờ. An Giang, giới nghiêm nhưng chưa thực sự nghiêm trong những ngày bình thường mới. Nhường sự sống cho con. Kính chào quý vị đang đến với Chuyển động 25 giờ. Thưa quý vị, những thông tin đáng chú ý liên quan đến tình hình an ninh trật tự sẽ mở đầu cho bản tin trưa nay. Thưa quý vị, liên quan đến vụ vận chuyển 6 bánh heroin và gần 1 kg ma túy đá từ Campuchia về Việt Nam, thì sau nhiều ngày xét xử sơ thẩm, chiều ngày 9 tháng 11, Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang đã tuyên phạt hai bị cáo là Trần Văn Giang, sinh năm 1980, và Hồ Minh Nhật, sinh năm 1973, cùng mức án chung thân do tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Thông tin đến từ truyền hình An Giang. Theo cáo trạng, khoảng 21 giờ ngày 4 tháng 7 năm 2020, đồn biên phòng cửa khẩu Long Bình phối hợp cùng chi cục hải quan cửa khẩu Khánh Bình và công an thị trấn Long Bình tổ chức tuần tra kiểm soát đến khu vực thuộc ấp Tân Thạnh, thị trấn Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang thì phát hiện Giang và Nhật có biểu hiện nghi vấn nhập cảnh trái phép nên tiến hành kiểm tra. Qua kiểm tra phát hiện Giang cất giấu trên người và trong túi xách 4 bánh heroin trọng lượng hơn 1,38 kg và một bọc metavitamin trọng lượng 995 g. Trong người của Nhật cất giấu 2 bánh heroin trọng lượng hơn 700 g. Tổ công tác tiến hành lập biên bản phạm tội quả tang. Ngày 10 tháng 7, Nhật và Giang bị khởi tố tạm giam để điều tra. Trong quá trình điều tra, Giang và Nhật khai nhận số ma túy trên được đối tượng bên Campuchia thuê vận chuyển từ Campuchia vào thành phố Hồ Chí Minh, giao cho người khác sẽ trả công cho Giang 15 triệu đồng, Nhật 6 triệu đồng. Thì cả hai đồng ý. Khi vận chuyển đến khu vực trên thì bị phát hiện và bắt quả tang. Ngày 9 tháng 11, thì trên đường Tôn Đức Thắng, khóm Hòa Bình, phường Vĩnh Mỹ, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang, Tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang đã phối hợp cùng đội quản lý thị trường số 1 thuộc Cục Quản lý Thị trường tỉnh An Giang phát hiện và bắt quả tang xe ô tô tải vận chuyển số lượng lớn hàng hóa nhãn mác nước ngoài, nghi vấn giả nhãn hiệu. Thông tin đến từ truyền hình An Giang. Xe tải bị bắt giữ biển kiểm soát 67C11142 do tài xế Trần Minh Hiếu, sinh năm 1993, trú tại xã Âu Long Dĩ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang điều khiển. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên phương tiện có vận chuyển 6.060 chai gói sữa tắm, khăn ướt nhãn hiệu nước ngoài, nghi vấn giả nhãn hiệu, trị giá hàng hóa khoảng 400 triệu đồng. Tại thời điểm kiểm tra, tài xế Hiếu không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ số hàng hóa trên. Tổ công tác tiến hành lập biên bản tạm giữ hàng hóa, phương tiện và bàn giao cho Cục Quản lý Thị trường tỉnh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Vào sáng ngày 10 tháng 11, thì Công an huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước đã phối hợp với cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra và làm rõ cái chết của một nam thanh niên 14 tuổi được phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ bên bờ suối thuộc ấp 2, xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. Thông tin từ truyền hình Bình Phước. Theo thông tin ban đầu, sáng nay, một người dân sống gần bờ suối thuộc ấp 2 xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú đi thăm vườn thì bất ngờ phát hiện một thi thể treo lơ lửng trên cây chôm chôm sát bờ suối nên trình báo công an. Tại hiện trường, danh tính nạn nhân được xác định là LMV, 14 tuổi, ngụ thành phố Đồng Xoài. Hiện trường tử vong cách nhà V ở khoảng 15 km. Nạn nhân tử vong trong tư thế treo cổ trên cây chôm chôm cách bờ suối khoảng 10 m. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ. Thưa quý vị, mới đây thì đồn biên phòng Phú Hữu, Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa phát hiện và bắt giữ một vụ buôn lậu, tang vật thu giữ được bao gồm 1.000 gói thuốc lá các loại, thông tin đến từ truyền hình An Giang. Cụ thể vào khoảng 19 giờ 30 phút ngày 9 tháng 11, chốt quản lý bảo vệ biên giới và phòng chống dịch COVID-19 số 7 đồn biên phòng Phú Hữu thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát khu vực đảm nhiệm. Đến khu vực ấp Phú Thành, xã Phú Hữu, huyện An Phú, tổ công tác phát hiện có hai đối tượng đang chép bao tải đi từ hướng Campuchia về Việt Nam qua khu vực mốc D1. Tổ công tác đã phối hợp với chốt quản lý bảo vệ biên giới và phòng chống dịch COVID-19 số 8 tổ chức mật phục dây bắt đối tượng. Khi hai đối tượng qua biên giới khoảng 50 m về phía Việt Nam, tổ công tác truy bắt thì hai đối tượng lợi dụng đêm tối, trời mưa, đối tượng chạy về bên kia biên giới, bỏ lại hai bao tải hàng. Tổ công tác kiểm tra và phát hiện bên trong có chứa 1.000 gói thuốc lá hero. Tổ công tác đã xịt khuẩn, đồng thời đưa toàn bộ tang vật về đồn biên phòng Phú Hữu để tiếp tục điều tra làm rõ. Ngay bây giờ xin mời quý vị cùng chuyển sang những thông tin về kinh tế sản xuất đáng chú ý. Thưa quý vị,
tiếp tục áp dụng các biện pháp hành chính, hoạt động theo cấp độ 4 vùng đỏ trên địa bàn, thì Ủy ban Nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận đã có văn bản quy định từ ngày 9 tháng 11, người dân không ra khỏi nhà từ 19 giờ tối hôm trước đến 4 giờ sáng ngày hôm sau. Hình ảnh ghi nhận trong đêm đầu tiên tại thị trấn Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận. Đúng 19 giờ tối qua, tại các tuyến đường chính trên địa bàn thị trấn Ma Lâm vắng vẻ hơn bình thường. Cũng trong thời điểm này, các tổ tuần tra bắt đầu ra quân kiểm soát người ra khỏi nhà sau 19 giờ tại các trục đường trên địa bàn thị trấn để xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm. Đối với công an, cũng như lực lượng quân sự, cũng như các lực lượng y tế và bảo vệ dân phố của thị trấn thiết lập một cái tổ gồm 20 người để tổ chức tuần tra các cái tuyến đường giao thông trên toàn bộ nội thị của thị trấn để nhắc nhở người dân chấp hành theo cái thông báo của Ủy ban Nhân dân huyện. Ngày đầu ra quân thì trước tiên là chúng ta triển khai cái việc tuyên truyền cho người dân nhận thức và ý thức được cái việc chấp hành các cái quyết định của các cái của nhà nước. Thứ hai là đến ngày thứ hai chúng ta sẽ tiến hành xử lý các cái trường hợp ra ngoài đường không có lý do chính đáng. Theo ghi nhận, trong đêm đầu tiên, cơ bản người dân trên địa bàn thị trấn đã chủ động chấp hành tốt quy định. Một số trường hợp vi phạm đã bị lực lượng chức năng nhắc nhở xử lý. Nãy sao máy bảy kém chạy giờ, lật đặt chạy giờ, trễ ngày hôm sau em tốt không ra đường sao 7 giờ nữa. Cũng nghe nói mà tại vì công việc xe nó hư rồi, trục trặc lên. Qua ngày sau thì tôi sẽ nghiêm túc chấp hành. Hiện nay tình hình dịch bệnh trên địa bàn huyện Hàm Thuận Bắc vẫn diễn biến phức tạp. Theo đánh giá cấp độ dịch theo nghị quyết số 128, huyện đang ở cấp độ 4 vùng đỏ. Hôm qua 9 tháng 11, huyện Hàm Thuận Bắc đã ghi nhận 33 ca mắc COVID-19, nâng tổng số ca bệnh của địa phương đến nay là 791 người. Thưa quý vị, dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố Long Xuyên nói riêng và tỉnh An Giang nói chung đã và đang diễn biến hết sức phức tạp và khó lường. Tuy nhiên, thì thay vì chấp hành nghiêm các quy định phòng chống dịch, không ra ngoài khi thực sự cần thiết trong khung giờ giới nghiêm, thì một bộ phận người dân vẫn còn chủ quan, lơ là, gây khó khăn cho các lực lượng làm nhiệm vụ và ảnh hưởng chung tới công tác phòng chống dịch của địa phương. Thông tin từ truyền hình An Giang. Giờ giới nghiêm nhưng chưa thực sự nghiêm. Đó là những gì chúng tôi ghi nhận được qua một buổi phối hợp cùng đoàn liên ngành thành phố Long Xuyên và tổ tuần tra lưu động phường Mỹ Hòa kiểm tra việc chấp hành quy định giờ giới nghiêm trên địa bàn phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên. Mặc dù đã 20 giờ đêm để bước vào khung giờ giới nghiêm, nhưng vẫn còn nhiều người điều khiển phương tiện lưu thông trên đường với đủ lý do khác nhau, từ nuôi bệnh, thăm bệnh, khám bệnh, xe hư, trên đường đi làm về, cho đến đi mua đồ ăn vì nhà hết đường thực phẩm. Đi ra ngoài mua đồ ăn về để đói bụng, nhà không còn gì ăn. Cái đó là em phải thu xếp đi trước, bây giờ giới nghiêm. Dạ, có gì, tại con mới đi lần đầu hôm nay, có gì chú thông cảm không con? Không có được phép ra khỏi nhà. Dạ, có gì chú thông cảm không con? Dạ, 9 giờ tới xe hư. Lý do mình ra đường giờ thì dạ. Đến đây là những gì vậy? Em đi lạc, em là tài xế lái xe, mà về bữa nay xe nó bị sự cố, phải đợi xe cẩu về. Em có giấy đầy đủ hết giấy tờ của công ty luôn á. Để đưa cuộc sống người dân sớm trở lại trạng thái bình thường mới, các cấp, các ngành, các địa phương từng bước nới lỏng quy định phòng chống dịch, tạo điều kiện để các cơ sở sản xuất kinh doanh, hoạt động mua bán được hoạt động trở lại. Cùng với đó, người dân cần từng bước thay đổi tư duy, nhận thức và hành động, luôn chú trọng thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch để bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng trước sự nguy hiểm của đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, một thực tế đáng ghi nhận rằng đã và đang xuất hiện tâm lý chủ quan, lơ là, tự do đi lại, không tuân thủ quy định giờ giới nghiêm nói riêng và quy định phòng chống dịch COVID-19 nói chung của một bộ phận người dân. Điều này không chỉ khiến dịch bệnh dễ lây lan, diễn biến ngày càng phức tạp khó lường, mà còn gây quá tải cho các lực lượng chức năng khi vừa phải thực hiện cùng lúc nhiều nhiệm vụ. Trong cái thời gian qua, thì với cái sự lơ là mất cảnh giác của một bộ phận người dân, họ dẫn đến là không có chấp hành nghiêm cái giờ giới nghiêm. Họ đi ra đường còn nhiều với nhiều lý do là không có chính đáng và không phù hợp. Trên cơ sở đó thì lực lượng công an thành phố thì cũng chủ động sẽ phối hợp với ban chỉ đạo các phường xã để tiến hành đẩy mạnh hơn cái vấn đề kiểm tra để lập lại cái trật tự trong cái quy định phòng chống dịch trong cái thời gian qua. Thì để mà nâng cao ý thức của người dân á, ngoài cái vấn đề mà tuần tra xử lý thì kèm với các biện pháp tuyên truyền, mặc dù cái giờ giới nghiêm này nó cũng được áp dụng thời gian cũng khá dài, nhưng đa số người dân là với cái sự chủ quan họ không có chấp hành tốt. Để đó ngoài vấn đề mà tuần tra xử lý thì đẩy mạnh các biện pháp tuyên truyền để cho người dân hiểu hơn về cái tình hình dịch bệnh và những cái quy định và những cái văn bản ban hành áp dụng của thành phố Long Xuyên. Thông qua công tác tuần tra kiểm soát, các lực lượng chức năng kiên quyết xử lý các trường hợp ra đường không thực sự cần thiết trong khung giờ giới nghiêm.
Tuy nhiên, để bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng trước đại dịch COVID-19, hơn ai hết, mỗi người, mỗi gia đình cần nâng cao nhận thức, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm các quy định phòng chống dịch, không ra đường khi không thực sự cần thiết, nhất là trong khoảng thời gian từ 20 giờ đêm hôm trước đến 5 giờ sáng hôm sau. Qua đó, chung tay cùng các cấp, các ngành, các địa phương kiểm soát và đẩy lùi dịch bệnh trong thời gian sớm nhất. Căn cứ vào lượng vaccine phòng COVID-19 được phân bổ, thì thị xã La Ghi, tỉnh Bình Thuận đã đẩy nhanh tiến độ tiêm để tăng tỷ lệ độ bao phủ vaccine trên địa bàn, nhất là các địa phương có nguy cơ cao. Thông tin từ truyền hình Bình Thuận. Đến nay, toàn thị xã đã có hơn 108.880 người được tiêm mũi 1, số người tiêm mũi 2 hơn 41.450. Trong đó, có 23.480 người trên 65 tuổi đã được tiêm mũi 1, chiếm hơn 98% số người trên 65 tuổi của toàn thị xã và hơn 2.310 người trên 65 tuổi đã hoàn thành 2 mũi tiêm. Phường Bình Tân có thời điểm là điểm nóng về tình hình dịch bệnh COVID-19 tại La Di. Cũng là địa phương có tổng số người đã được tiêm mũi 1 cao nhất với hơn 17.100 người, chiếm hơn 90% dân số trên 18 tuổi toàn phường. Thời điểm này, ngành y tế địa phương đang tiến hành tiêm mũi 2 cho các đối tượng đã tiêm mũi 1. Các xã phường cũng đang khẩn trương rà soát, lập danh sách đối tượng là trẻ em từ 12 tuổi đến 17 tuổi để sẵn sàng triển khai kế hoạch tiêm ngừa cho trẻ khi có lịch cụ thể. Thưa quý vị, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, thì An Giang đã ghi nhận trên 15.000 ca mắc. Thời gian qua, thì ngành y tế đã có nhiều nỗ lực trong công tác phòng chống và quản lý điều trị. Trong đó, thì đang thí điểm mô hình điều trị F0 không triệu chứng tại nhà và chính thức đưa vào hoạt động cơ sở thu dung điều trị tại Trung đoàn 892, thị trấn Phú Hòa, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang, với quy mô là 1.000 giường bệnh. Đây là cơ sở thu dung điều trị COVID-19 thứ 35 trên địa bàn tỉnh An Giang. Thông tin từ truyền hình An Giang. Nay An Giang có 34 cơ sở điều trị cách ly tập trung ở các huyện thị thành phố với trên 4.700 giường. Tuy nhiên, trước diễn biến dịch bệnh phức tạp, số ca mắc tăng mỗi ngày, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đã ban hành quyết định số 2.591 thành lập trung tâm điều trị COVID-19 tại Trung đoàn 892, thị trấn Phú Hòa, huyện Thoại Sơn với quy mô 1.000 giường, chính thức đi vào hoạt động vào hôm qua. Với tổng diện tích 6,2 ha, trung tâm có 8 khu nhà riêng biệt đảm bảo công tác khám sàng lọc, phân loại mức độ nhiễm của bệnh nhân để có bước xử trí phù hợp, cũng như kịp thời điều trị bệnh nhân nặng nhằm hạn chế tỷ lệ tử vong. Trung tâm được bố trí khu điều trị phân loại một chiều, đảm bảo kiểm soát nhiễm khuẩn tốt nhất, tránh xảy ra trường hợp tái nhiễm. Song song đó, Sở Y tế đã trang bị máy móc, hệ thống xét nghiệm, cơ số thuốc, lắp bồn oxy đáp ứng 100 giường hồi sức cấp cứu cho bệnh nhân thở oxy tầm cao. Tầng 1 và tầng 2. Thì đến nay thì cơ bản thì các hạng mục thì cũng đã được thực hiện để đáp ứng để đưa vào điều trị. Thì hiện tại giờ thì dự kiến thì là đã triển khai là khoảng 100 giường để điều trị cái tầng 2, còn lại là số còn lại thì điều trị cho F0 ở tầng 1, thì trong đó là những bệnh nhân có triệu chứng nhẹ, rồi những bệnh nhân có bệnh nền, lớn tuổi có bệnh nền thì sẽ được chăm sóc một cách tối đa. Với cái đội ngũ y bác sĩ này thì mình cũng có yên tâm để mà chúng ta có thể triển khai điều trị kết hợp với những đội ngũ y bác sĩ của tỉnh, thì có thể là mình đảm bảo được cái công tác điều trị cho các bệnh nhân F0, cái triển khai thực hiện hết sức là cần thiết, nó đáp ứng được cái tình hình để mà làm sao là cái giảm được cái tỷ lệ tử vong cho các bệnh nhân trên địa bàn của tỉnh nói chung cũng như là ở địa bàn Hòa Sơn và Long Xuyên. Được sự hỗ trợ từ đội ngũ y bác sĩ thành phố Hồ Chí Minh có nhiều kinh nghiệm trong việc quản lý điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 là điều kiện thuận lợi để trung tâm tập trung nâng cao năng lực điều trị cùng đội ngũ từ Trung tâm Y tế thành phố Long Xuyên và huyện Thoại Sơn bước đầu đã đáp ứng được việc tiếp nhận và điều trị. Bên cạnh đó, đội ngũ y bác sĩ từ thành phố Hồ Chí Minh còn hướng dẫn phục hồi cho bệnh nhân hậu COVID-19. Sau khi bệnh nhân khỏi bệnh thì sẽ có những bệnh nhân có di chứng như là khó thở, vẫn còn khó thở, đau tức ngực. Thậm chí một số bệnh nhân họ còn stress, mất ngủ sau COVID. Thì những cái vấn đề rối loạn đó chúng tôi sẽ sớm triển khai và hướng dẫn bệnh nhân, trước mắt là tập những bài tập hô hấp để phục hồi chức năng cho bệnh nhân ngay trong khi bệnh nhân điều trị ở đây. Và khi bệnh nhân có vấn đề rối loạn sau nữa thì chúng tôi sẽ cố gắng hỗ trợ bệnh nhân
qua những cái kênh thông tin liên lạc như là Zalo để hướng dẫn bệnh nhân sau đó, phục hồi sau đó. Trung tâm điều trị COVID phần nào giảm tải áp lực điều trị bệnh nhân của thành phố Long Xuyên và Thoại Sơn, cũng như dời bớt áp lực điều trị bệnh nhân tuyến trên giữa tình hình dịch bệnh đang có chiều hướng gia tăng trên địa bàn tỉnh An Giang. Thưa quý vị, tuyến quốc lộ 55 đoạn qua xã La Ngô và xã Đồng Kho của huyện Tánh Linh thời gian gần đây phải gánh chịu lượng xe tải trọng lớn chở cát, gạch đá xây dựng lưu thông với tốc độ cao, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, thì tần suất tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm liên quan tới tốc độ và tải trọng phương tiện của các lực lượng chức năng trên tuyến này lại rất thấp. Thông tin đến từ truyền hình Bình Thuận. Đây là hình ảnh nhóm phóng viên thời sự ghi lại được trên quốc lộ 55 đoạn qua các xã La Ngâu và Đồng Kho. Phần lớn các phương tiện mang biển kiểm soát tỉnh Lâm Đồng và lưu thông với tốc độ cao. Trong khi hai bên quốc lộ đoạn qua khu vực này có mật độ dân cư sinh sống đông đúc và lượng phương tiện lưu thông khá lớn. Theo người dân cho biết, đã có nhiều vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đoạn đường này. Tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông rất lớn, chính quyền địa phương chỉ có mỗi biện pháp là tăng cường tuyên truyền người dân sống hai bên quốc lộ 55 chú ý quan sát khi tham gia giao thông. Là vận động người dân là để đảm bảo an toàn giao thông là hạn chế ra ngoài đường. Thứ hai là đảm bảo việc mà phải đưa đón con cái thì phải đưa đón ra ngoài chứ không để con cái ra chạy ra ngoài đường để đảm bảo giao thông. Thứ ba nữa là về vấn đề là tuyên truyền trực tiếp là cũng anh em địa phương cũng chỉ đạo anh em công xã thường xuyên kiểm tuần tra. Thanh tra giao thông Sở Giao thông Vận tải cho biết, thời gian tới sẽ tăng cường lực lượng thanh tra kiểm tra các điểm đầu nguồn hàng, các xe tải chở vật liệu xây dựng trên các tuyến quốc lộ ủy thác, trong đó có quốc lộ 55 và các tuyến tỉnh lộ để góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông và bảo vệ kết cấu đường bộ. Thanh tra sở đã chỉ đạo các đội thanh tra là tập trung là xử lý xe quá tải trên các cái tuyến đường trọng điểm, nhất là các cái đầu mối cơ sở đầu nguồn hàng xảy ra là quá tải là ảnh hưởng đến kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ để đảm bảo là an toàn giao thông. Quốc lộ 55 đoạn qua xã La Ngâu và Đồng Kho có chiều dài trên 10 km, nhiều đoạn cong cua nguy hiểm, nhiều cây cầu vừa được nâng cấp có quy định tải trọng cụ thể. Nhưng các phương tiện quá tải đều phớt lờ, bất chấp chạy qua dễ dẫn đến xuống cấp, hư hỏng hạ tầng. Giải pháp tăng cường lực lượng cảnh sát giao thông và thanh tra giao thông thường xuyên tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm là rất cần thiết để đảm bảo trật tự an toàn giao thông và hạ tầng tuyến quốc lộ quan trọng này. Thời gian gần đây, thì quốc lộ 14 đoạn qua địa bàn thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đã xuống cấp trầm trọng, nhất là khu vực Bùng Binh Đồng Xoài đã liên tiếp xuất hiện những ổ gà, hố sâu, sóng trâu trên mặt đường, gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông. Những hộ sống quanh khu vực này bày tỏ bức xúc vì tai nạn xảy ra thường xuyên, trong khi việc sửa chữa của cơ quan quản lý đường bộ không đảm bảo chất lượng, khiến đường mới sửa nhưng lại hư rất nhanh. Thông tin từ truyền hình Bình Phước. Những cái ổ gà, ổ voi này người ta xe ô tô nó đi qua là nó cứ thỉnh thoảng nó cứ làm cái rình phát có khả năng cái xe nó còn xịt cả lốp ấy. Tôi thấy là rất là nguy hiểm. Hàng ngày là buổi tối, nhất là những cái xe tải và xe hơi người ta đi, ổ gà nó lên rồi nó giáng xuống, tôi cảm thấy nó cứ quỳnh, có xe có khả năng bị gãy cầu. Đấy. Còn cái thứ hai là những cái mặt đường này, những cái đá nó bắn ra đây nó đi, người ta lên đi lột rộp rồi nhiều khi xe trượt. Nhiều khi xe lớn nó đi nhanh, nó bắn cả vào cửa nhà tôi, bắn cả vào trong nhà tôi. Đó là cái tác hại. Rồi cái tác hại thứ ba nữa là một số người đi xe máy buổi tối không nhìn thấy ổ gà là bị té. Có trường hợp như năm ngoái có một cái chị kia là té, coi như là bàn chân này cày xuống dưới đất này gập xuống. Coi như là trét hết máu me ra, coi như là hầu như là bị rất là nặng. Không hiểu sao mà sửa chữa làm sao mà cứ cách 3-4 bữa thì nó lại sửa rồi nó lại hư. Cái chuyện tôi không biết nhưng mà tôi cũng thấy không được ở cái là sửa liên tục, cứ tầm khoảng cơ một tuần là sửa một lần. Thì tôi cũng đề nghị làm sao mình có một cái giải pháp gì đó để cho sửa chữa nó lâu lâu mới hư, chứ ngày giờ cứ tuần sửa lần tuần đau lần, vừa ảnh hưởng tới những người dân thì được tai nạn liên tục. Chúng tôi đây tôi chứng kiến là cứ bị tai nạn là khi trời mưa tới cũng nguy hiểm lắm. Ở đây thì trẻ con rất là nhiều mà đá nó cứ bắn vào trong đây, sợ mấy cháu gặp tai nạn các thứ này kia. Và cái khúc này là hay bị tai nạn là do là cái khúc giao nhau của ngã tư
nên là khi các cái phương tiện qua lại đây á, là gặp những cái ổ gà như thế này thì họ không có tránh được và họ bị ngã ở ngay trước ngay cái khu vực này. Đây là ngã tư Đồng Xoài, nó một cái gì đó thì nó giống như kiểu là cái bộ mặt của cái thành phố Đồng Xoài của mình ấy đấy. Em không biết là ai là người là đứng sau để sửa cái đường này, nhưng mà nếu mà họ sửa cái đường này thì họ nên cảm thấy xấu hổ về sản phẩm của mình. Rồi ai là người đứng ra quản lý cái đoạn đường này? Nó đâu phải nó xảy ra một lần đâu, sửa liên tục mà đâu ai nói gì. Cái khu vực đây người ta kinh doanh rất là nhiều, vì cái nhựa đường họ trải không có đều á, rồi những cái xe họ đi qua rồi họ lại dỡ lên, họ lại cán vào là nó lại bung ra, nên yêu cầu là phải làm cho nó hoàn thiện cái khu vực này. Tôi có kiến nghị là bây giờ đã làm thì cấp trên phải lên xuống giám sát, và phải cái người đứng đầu vào cái cơ quan này phải có một cái giám sát những cái người thi công, và làm nó phải có một cái thiết kế, có một cái kỹ thuật cho nó đúng. Làm kiểu làm cho nó qua lần, làm tuần nào cũng vá, tuần nào vá xong cái xe đi lại lột lên, năm nào cũng vá. Làm gì nó còn gì cái mỹ quan của cái thành phố nữa, một thành phố trẻ, một thành phố đang bắt đầu phát triển. Người ta làm một cái đường tại sao người ta sử dụng 10 năm, 20 năm không vấn đề, tại sao mình sửa một cái đường mà nó cứ hư hoài à? Nhiều người nói do nắng mưa không có, đường ở Bình Phước mình nắng mưa là cả toàn miền Nam này, tại sao có những đoạn đường rất là đẹp? Cái đó, cái lý do đó không chấp nhận được. Còn tụi tôi ở đây, tụi tôi buôn bán nhưng mà tụi tôi không làm bên chỗ công trường xây dựng, nhưng mà tụi tôi nhìn tụi tôi có thể đoán được phần nào. Bỏ đá xuống, lấy tay dầm dầm cái vỏ đi, cái đó chỉ dành cho xe đạp thôi, còn xe container như thế nào? Thì bây giờ chỉ đề nghị cho người ta sửa làm sao cho người dân người ta đi lại cho nó an toàn. Rồi thì ô tô đi qua nó đỡ bị sập, thế thôi. Thưa quý vị, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính qua ứng dụng công nghệ thông tin, mạng Zalo trong công tác quản lý cửa khẩu, phối hợp chặt chẽ các cơ quan liên ngành và chính quyền địa phương, làm tốt công tác quản lý cửa khẩu, ứng phó kịp thời, phù hợp với tình hình dịch COVID-19. Đây là những nội dung trọng tâm được Trạm Biên phòng Cửa khẩu Cảng Cam Ranh thuộc Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Nha Trang, Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa đã áp dụng trong 10 tháng của năm 2021. Thông tin từ truyền hình Khánh Hòa. Do dịch bệnh COVID-19 nên tất cả các thuyền viên tàu Thái Bình 35 đến cảng Cam Ranh không được phép đi bờ nhằm thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch. Toàn bộ giấy tờ, hàng hóa và các thủ tục biên phòng được cán bộ biên phòng hướng dẫn theo hình thức bằng Zalo. Thì hiện nay tình hình dịch bệnh rất là phức tạp, là tất cả các thuyền viên của các tàu khi đến cảng Cam Ranh thì không được phép đi bờ. Tất cả mọi cái hình thức thủ tục ta làm qua công nghệ thông tin, thì trực tiếp là bằng hình thức Zalo. Anh sẽ chuẩn bị hoàn toàn bộ giấy tờ và hồ sơ, anh chụp ảnh rồi anh chuyển qua Zalo, thì tôi sẽ tiến hành đăng ký thủ tục biên phòng cho anh. Vâng, rồi có gì thì tôi sẽ làm đầy đủ hết. Từ khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát trở lại vào đầu năm 2021, công tác cửa khẩu tại Trạm Biên phòng Cửa khẩu Cảng Cam Ranh áp lực hơn. Khi tàu hàng hóa đến cảng Cam Ranh, chủ tàu, thuyền trưởng thực hiện bản khai chung kèm theo danh sách thuyền viên cùng toàn bộ giấy tờ liên quan đến hàng hóa, chụp ảnh gửi Zalo. Việc triển khai biên phòng điện tử qua hệ thống một cửa quốc gia kết hợp với kiểm tra giấy tờ qua các ứng dụng mạng xã hội như Zalo giúp cho thời gian làm thủ tục biên phòng được nhanh chóng và đảm bảo công tác phòng chống dịch. Đến nay, trạm đã làm thủ tục xuất nhập cảnh, chuyển cảng, quá cảnh, đăng ký cho 92 lượt phương tiện với 1.788 lượt nhân viên phương tiện, 624.439 tấn hàng hóa xuất nhập khẩu, quá cảnh, đăng ký kiểm chứng tàu nội địa cho 450 lượt phương tiện với 4.626 lượt nhân viên phương tiện và 88 lượt hành khách, 625.988 tấn hàng hóa, trong đó có 6 tàu quân sự với 1.401 thủy thủ đoàn thăm kỹ thuật tại cảng quốc tế Petro Cam Ranh. Quán triệt tinh thần chỉ đạo của các cấp về cái việc áp dụng các cái phương tiện thông tin vào trong xử lý cái thủ tục biên phòng cho tàu thuyền ra vào cảng ấy. Hiện nay trạm là quán triệt tiến hành các cái thủ tục qua cái mạng xã hội là Zalo, tức là mình sẽ yêu cầu chủ tàu, thuyền trưởng cung cấp các cái giấy tờ, hộ chiếu liên quan của thuyền viên bằng việc là chụp hình gửi sang Zalo cho cán bộ thủ tục. Trên cơ sở đó là cán bộ thủ tục sẽ đối chiếu để xử lý thủ tục. Trong trường hợp có dấu hiệu nghi ngờ phải tiến hành kiểm tra trực tiếp tại tàu thì sẽ thực hiện các cái biện pháp phòng chống dịch để tiến hành kiểm tra đối chiếu xử lý khi có trường hợp vi phạm. Hoạt động độc lập xa trung tâm chỉ huy nhưng với tinh thần vượt khó làm chủ, trách nhiệm,
cán bộ chiến sĩ trạm biên phòng cửa khẩu cảng Cam Ranh không chỉ làm tốt công tác giám sát, đăng ký, đăng kiểm phương tiện, bảo đảm an toàn hoạt động của người, phương tiện ra vào trong khu vực cửa khẩu cảng, mà còn duy trì thực hiện hiệu quả công tác chuyên môn, giữ vững an ninh cửa khẩu cảng biển, góp phần đảm bảo phát triển nền kinh tế cũng như duy trì sự phát triển kinh tế của cửa khẩu. Thưa quý vị khán giả, thời gian qua thì tình trạng khai thác thủy sản trái phép trên vịnh Văn Phong thuộc huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa vẫn tiếp diễn. Đặc biệt là lợi dụng trong khoảng thời gian giãn cách xã hội, nhiều tàu cá hành nghề giả cào ngang nhiên hoạt động trên vịnh Văn Phong, hủy hoại nguồn thủy hải sản, gây ô nhiễm môi trường biển. Do đó thì cơ quan chức năng phải có biện pháp mạnh hơn để ngăn chặn tình trạng này. Thông tin từ truyền hình Khánh Hòa. Vào mùa biển động, nhiều ghe thuyền công suất nhỏ, không thể vươn khơi xa nên tập trung khai thác ven bờ. Chỉ sau 2 giờ tuần tra kiểm soát, lực lượng chức năng đã phát hiện một ngư dân dùng kích điện để bắt sò. Đây là loại hình khai thác đã bị cấm từ khá lâu. Song vì vốn đầu tư ít nên một số bà con vẫn lén lút hoạt động. Thì cũng mới sắm đây được cũng có gần năm mà biết mẹ giờ đói quá cũng làm chứ giờ thì cũng muốn làm nghề khác, giờ cô biết đâu có tọ cái vốn đâu làm nghề khác. Đây chỉ là một trong nhiều trường hợp khai thác thủy sản trái phép bị lực lượng chức năng bắt giữ. Từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng địa phương đã tổ chức nhiều đợt tuần tra xử phạt hơn 36 triệu đồng, tịch thu và tạm giữ 46 tang vật. Đặc biệt, lợi dụng giai đoạn tỉnh đang thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch COVID-19, nhiều tàu giả cào hoạt động công khai tại khu vực biển Hòn Bịp, Hòn Quả, Hòn Dung thuộc vịnh Vân Phong. Mỗi khi tàu cào sò đi qua, đáy biển tan hoang, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Nhiều chủ tàu còn gắn thêm thiết bị kích điện để tiêu diệt cá, tôm, tận thu hải sản. Còn khi là tàu cũng cũ, khi mùa gió bão thì đi khi mà đi ra sóng lớn gặp những tàu lớn thì khó ngăn chặn để mà bắt những cái vi phạm những tàu lớn hoạt động trong mùa gió bão. Ngoài trang thiết bị hỗ trợ cho công tác tuần tra ngăn chặn xử lý bị xuống cấp trầm trọng, lực lượng chức năng còn mỏng thì việc tàu giả cào hoạt động vào ban đêm cũng gây khó khăn cho việc tuần tra kiểm soát. Trong khi đó, lượng tàu cá có công suất nhỏ ở địa phương còn khá nhiều với 782 tàu cá có chiều dài từ 6 mét trở lên. Vì vậy, việc chuyển đổi ngành nghề gặp không ít trở ngại, nhất là vấn đề vốn cũng như lựa chọn ngành nghề phù hợp với từng ngư dân. Nói chung mình làm người nhỏ nhỏ thì bây giờ mình chuyển đổi thì có một số vốn lớn để mình chuyển đổi, chứ giờ mình đột ngột mình chuyển đổi là thứ nhất là mình nghề nghiệp mình chưa quen, mình ra đó mình đánh bắt nó kiếm hiệu quả là cái chuyện đó nó vốn liếng của mình nó không nó dở là bị suy sụp cho đó. Việc tiếp diễn tình trạng khai thác thủy sản trái phép sẽ ảnh hưởng lớn đến quyết tâm thực hiện chống khai thác IUU, góp phần sớm khắc phục thẻ vàng của EC mà Khánh Hòa đang triển khai. Do đó, ngoài việc tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm hành vi vi phạm trên các vùng biển, đẩy mạnh công tác vận động tuyên truyền để người dân nắm bắt, thì việc chuyển đổi các ngành nghề thân thiện với môi trường cần phải được cơ quan ban ngành triển khai nhanh hơn. Trong đó, phát huy vai trò các tổ quản lý ven biển, hướng bà con liên kết phát triển mô hình nuôi thủy sản theo công nghệ mới. Thưa quý vị, một em nhỏ sinh ra đã bị bệnh tim bẩm sinh, không thể phẫu thuật. Một người cha mắc bệnh xơ gan giai đoạn cuối, không dám đến bệnh viện, nơi buộc phải chuyển tuyến. Vì chỉ còn mái nhà và vài sào cà phê cằn cõi, anh không nỡ để vợ con mình không nhà không cửa, không kế sinh nhai. Đây là câu chuyện đau lòng của người cha tên là Yurola Isa ở thôn 1, xã Rome, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng, khiến những người nghe đến đều đau lòng, xót xa. Thông tin đến từ truyền hình Lâm Đồng. Đã hai lần nhận được yêu cầu phải chuyển tuyến từ bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng do bệnh quá nặng. Nhưng anh Isa vẫn về căn nhà này. Vì đến tiền xe cộ và chi phí ăn uống dọc đường, gia đình anh cũng không còn lo nổi. Căn bệnh xơ gan ở giai đoạn cuối khiến ổ bụng mỗi ngày một chứng to. Ăn một miếng cơm, uống một miếng nước cũng khiến người đàn ông này đau đớn không chịu nổi. Thế nhưng quên cái đau của mình, anh lại lo cho Mathieu hơn nhiều. Đứa con đã mang căn bệnh tim bẩm sinh từ khi mới chào đời. Giờ thì đã là học sinh lớp 1, nhưng con anh như đứa trẻ lên 3, lúc nào cũng tím tái khó thở. Và trong nỗi đau đớn đến tận cùng đang mang trong mình với căn bệnh quái ác, nếu được lựa chọn để cứu lấy sinh mạng, anh chọn cơ hội ấy cho con mình.
không có tiền mà đi chữa bệnh. Nếu mà có là hai lần xuyến thì chuyển tuyến này, thì em đi rồi mà không có thì em cứ nhìn đau trong nhà. Ít cũng phải 4-5 triệu mới đi được, nhưng mà đường xa nữa, xe cộ về nữa, tiền ăn nữa. Còn tiền đóng viện phí nữa tôi có, thì không có thì buộc phải nhìn như vậy thôi. Khi mà đau thì chết bỏ tính như vậy thôi, lấy đâu mà ra tiền nữa bây giờ. Còn mùa màng thì bây giờ thì lỡ cỡ mà chưa được khá, mà cà phê của em không nhiều mà có ít đó thì mình hái thì còn non quá, người ta đâu có mua đâu. Thương con hơn, còn mình thì đằng nào là già rồi, thì nó trẻ già rồi, còn con thì mới lớn như vậy mà nó bị như vậy mà. Chưa được học hành, chưa được gặp bạn bè, chưa được trò vì bạn bè, vì bố mẹ, vì thầy cô. Mà là nó bị như vậy nó cũng khổ, em tội nó như vậy. Này chọn, một là chọn cho nó khỏe. Cho con khỏe. Ừ, cho con khỏe mạnh mà để đi ra trường mà học hành cho nó tốt. Lời của anh, một người cha không được học nhiều. Đứng trước sự sống và cái chết khiến người đối diện ngạn lòng. Cái nghèo, cái khó lại gặp những tay ương vay bủa khiến con người ta không biết tìm đâu ra một lối thoát, dù là một lối hẹp để nhan lên lấy một tia sáng nhỏ nhoi. Còn những thầy cô nơi mấy trường Bao Nhã Mathieu đang theo học, cứ vài ba ngày là đến đây một lần. Dù chẳng giúp được gì nhiều, nhưng tình cảm và sự quan tâm cùng tình thương với học trò mang bao trăn trở. Bé thì bị bệnh tim bẩm sinh và thuộc là học sinh là còi xương, suy dinh dưỡng. Cho nên là em đi lại thì không được như các bạn. Giờ khi đến trường thì các thầy cô phải hỗ trợ thay nhau để bế em vào trường và bế em ra về. Gia đình của em thì rất là khó khăn, nhà đông con, 6 anh chị em trong nhà. Bố thì bị sơ gan, không làm ăn được. Còn các em, các chị lớn của Mathieu thì chưa có công ăn việc làm ổn định, sức khỏe cũng yếu. Nhà thì không có ruộng vườn, không có ruộng để ăn, để làm lúa. Còn được 5 sào rẫy thì do hoàn cảnh không có điều kiện về phân bón, cho nên là cây cối nó không đạt được cái năng suất, cho nên là rất là vất vả trong quá trình sinh sống hàng ngày. Cũng rất là thương em, cũng mong sao để sức khỏe em nó ổn định, cùng lên trường cũng được vui chơi giống như các bạn cùng đang lứa. Trong những lúc đau đớn nhất nơi tháng ngày còn lại, người cha này vẫn gắng gượng chút sức lực cuối cùng, kiếm từng trái cà ri cân mẫn làm lụng để mong cho con có thêm đồng thuốc, thêm miếng cơm miếng trứng cho con. Anh chỉ có ước ao duy nhất là con anh có đủ sức khỏe để phẫu thuật. Suốt 6 năm trời qua, dù vợ chồng anh cố gắng thế nào, Mathieu vẫn tím xanh. Dù có được phẫu thuật miễn phí, con cũng không đủ sức khỏe. Những ước ao ấy của một người cha mang bệnh trọng, chúng tôi xin gửi đến những tấm lòng còn đó giữa cuộc đời. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại Chuyển động 25 giờ, chuyển nóng từ các địa phương trưa nay. Chương trình được hợp tác giữa các cơ quan báo chí, đài truyền hình và NCV Network tổng hợp, chia sẻ những thông tin đặc sắc từ các bản tin trên các kênh digital của các đơn vị. Quý vị có thể xem thêm các tin tức hấp dẫn trên hệ thống YouTube, Facebook, TikTok của NCV Network và các đơn vị báo đài liên quan và sự ứng dụng NetLove. Trang Thái xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong bản tin tối nay.